chia sẻ với anh chị một số nội dung về cái chương trình học, cái nội dung bài của chúng ta trong cái chương trình đó là tổng quan về các kỹ thuật chẩn đoán di truyền, bất thường nhiễm sắc thể trước sinh. Đây là một trong những nội dung mà nó giúp cho chúng ta trong khi mà siêu âm rồi đó phát hiện những cái dấu hiệu bất thường thì mình phải có cái giải pháp là xét nghiệm chẩn đoán để mình đưa ra cái kết quả nó chính xác để tư vấn cho bệnh nhân. Hy vọng các anh chị học nó không có buồn ngủ, có anh chị nào ngủ nhớ nói lại tôi để tôi tìm cách khác để mình giảm buồn ngủ ạ. Tại vì thường thường mình dạy mặt đối mặt face to face thì tôi sẽ nhận biết được là khi nào tôi hơi quá rồi để tôi dừng lại, nhưng mà ở đây không thấy được. Cô Vân ơi, có thể thấy được các mặt các học viên cô Vân. Dạ, đây là mục tiêu học tập, nói chung cũng đơn giản thôi các anh chị. Về mặt lĩnh vực di truyền thì rất là chuyên sâu, nhưng mà tôi không có mong là nói thiệt là sâu như vậy, chỉ hiện mong là cung cấp cho các anh chị một vài cái điểm quan trọng mà tôi tất biết rằng chắc chắn là mọi người chúng ta hầu như cũng đã nghe qua rồi. Hôm nay mình chỉ ôn lại thôi đó. Siêu âm trước sinh đó là một trong những cái công cụ để sàng lọc trước sinh, phòng ngừa dị tật bẩm sinh và di truyền rất là hiệu quả. Ở trong cái hình này các anh chị thấy đó, cái hình em bé đó sàng lọc trước sinh, đó là một trong bốn cái giai đoạn hết sức là quan trọng mà chúng ta có thể được sàng lọc trước sinh đó, chúng ta thực hiện bằng siêu âm, bằng xét nghiệm. Mà muốn nói về sàng lọc dị tật bẩm sinh nó di truyền đó, thì chúng ta phải hiểu sơ sơ về cái bộ gen người. Các anh chị xem cái hình ở trên đây, cái bộ gen người á, đơn giản nhất mình hiểu rõ nhất là ai cũng có một bộ gen độc nhất, tức là không có người nào giống người nào nha các anh chị. Thậm chí mà các trường hợp mà song sinh đó, thay đôi mà MZ tức là monozygous đó, thật ra nó cũng có sự khác biệt đó, là sau dù là song thai một hợp tử, mình hay nói là song thai cùng trứng á, song thai một hợp tử, nó đôi khi nó cũng có chỗ khác, nó cũng có chỗ khác. Cho nên mỗi người có một bộ gen duy nhất, đó là một bộ gen. Trong bộ gen nó có 46 nhiễm sắc thể. Các anh chị thấy con số đánh kế bên cái dòng chữ đó, 46 nhiễm sắc thể. Nhưng mà xin thưa với mọi người là cái nhiễm sắc thể này ở trong nhân tế bào nha, chứ còn ở ngoài nhân tế bào, tức là trong tế bào nhưng mà bên ngoài nhân nó còn có gen nữa, ở trong cái ti thể á. Cái ti thể là nơi mà có chu trình rep, nó chu trình hô hấp tế bào. Trong mỗi cái ti thể thì nó có 37 cái gen đó, nhiều gen lắm. Rồi bây giờ mình quay lại cái nhiễm sắc thể là 46 nhiễm sắc thể đó, nó có là dài là tổng hợp cộng là 3 tỷ 2 nucleotide, dài lắm, chứa khoảng 20.000 cái gen. Trên trên màn hình đó là 24.000 gen, là cái số này nó cũ rồi, tôi chưa có cập nhật, tôi cập nhật nó sót. 24.000 gen là của năm 2000 đó. Đến nay người ta tinh lọc lại là người ta thấy là những có cái gen nó trùng lắp, bỏ bớt hơn 4.000 cái là còn 20.000 gen. Nhưng mà có cái dòng chữ màu đỏ 50% chức năng chưa rõ đó. Thực ra là bây giờ đó có nhiều cái dịch vụ người ta đề nghị mình làm giải trình tự hết bộ gen đó các anh chị, nhiều khi nó cũng vô ích lắm, tại vì có nhiều cái gen mình không biết đó là gen gì nữa, rồi thay đổi như thế nào, ảnh hưởng ra sao mình không có biết. Hơn 50% là chưa rõ chức năng, chưa rõ biết nó là cái gì, thay đổi nó sẽ gây ra bệnh gì các anh chị ha, phức tạp lắm. Tuy nhiên chúng ta ở đây không nói những cái chuyện phức tạp như vậy, chúng ta biết nó phức tạp nhưng mà chúng ta chỉ tìm hiểu những cái việc mà nó liên quan đến những cái chuyện phổ biến nhất gây ra gánh nặng lớn cho y tế và cho xã hội. Mà theo cái chương trình của Bộ Y tế hiện nay đó là cái chương trình sàng lọc trước sinh sơ sinh, sắp tới là mình có một cái sửa đổi bổ sung cho có quyết định 573 ban hành năm 2010 á, là quy trình về sàng lọc trước sinh sơ sinh thì năm 2020 này là sắp tới sẽ có sửa đổi. Tuy nhiên hiện nay thì cái quyết định cũ nó vẫn đang áp dụng và chúng ta vẫn theo đó. Theo đó là mỗi người đến khám thai á, đều phải được sàng lọc trước sinh cái bất thường nhiễm sắc thể 13, 18, 21 và nhiễm sắc thể giới tính XY á, là những cái nhiễm sắc thể mà chúng ta khoanh vòng ở đây. Đặc biệt cái màu đỏ là 21 đó, là cái này anh này ảnh phức tạp lắm, mà bởi vì nhiều khi các anh chị ơi, siêu âm cũng không phát hiện ra đâu mà xét nghiệm cũng bỏ sót đó, xét nghiệm double test, triple test thấy nguy cơ thấp nhưng mà đẻ ra đó bác sĩ sơ sinh cũng không chẩn đoán ra được, tới khi nó 6 7 tháng tuổi xét nghiệm mới thấy
kiểm tra mới thấy có khuôn mặt hội chứng Down, tức là nó rất là ẩn mình á, nó ẩn mình rất là kỹ, đôi khi là chúng ta không có tầm soát phát hiện ra được. Cho nên cái hội chứng Down đến giờ vẫn là một cái mà mọi người hay lo lắng nhất. Chứ còn đối với trisomy 13, 18 là bất thường nhiễm sắc thể 13, 18 nó thường gây ra dị tật bẩm sinh rất là nặng. Chúng ta như có sẽ có cái bài là siêu âm các hội chứng bất thường nhiễm sắc thể, thì cái này dễ phát hiện trên siêu âm lắm. Đây là hội chứng Down. Cái anh bạn này nó có khó khăn ở chỗ là nó đủ mọi sắc tộc, đủ mọi màu da và đủ mọi lứa tuổi, sinh ra và có thể lớn lên đến khoảng 50 tuổi. Cái ông già già 50 tuổi thì thường thường bệnh này nó chết khoảng 50 tuổi, bởi vì tự nhiên tới đó giống như nó lập trình, nó tới đó là cơ thể suy suy yếu và tự động chết thôi. Bây giờ để sàng lọc chẩn đoán trước sinh mình có 7 cái bước như thế này, từ trên xuống dưới chúng ta cần tìm hiểu. Thí dụ như là một bệnh nhân tới khám siêu âm thai vân vân thì chúng ta cần tìm hiểu bệnh sử bẩm sinh và di truyền. Dĩ tất cả các bác sĩ đã nắm rõ việc này rồi, khám khám bệnh thì phải hỏi bệnh sử và di truyền, nhưng mà đôi khi chúng ta bận đó, chúng ta quên đó. Các anh chị chỉ cần hỏi lại coi trong nhà có bệnh lý gì đặc biệt hay không đó, bệnh gì mà người ta không có, chỉ có gia đình thì có thôi, hoặc là bệnh gì mà thế hệ trước có, thế hệ sau cũng có, là tới con cháu cũng có nữa. Rồi về tuổi mẹ, mọi người rõ việc này rồi, tuổi càng mẹ càng lớn thì sinh con ra tỷ lệ dị tật bẩm sinh nói chung nha, và tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể nói riêng đều tăng theo tuổi mẹ. Cái việc thứ hai, thứ ba là siêu âm sàng lọc trước sinh, chúng ta sẽ học cái việc này rồi, đó là siêu âm 3 tháng đầu, siêu âm độ mờ da gái, siêu âm xương mũi, siêu âm cấu trúc thai, rồi siêu âm 3 tháng giữa là siêu âm hình thái học, khảo sát từ đầu đến từng ngón chân nha. Cái thứ tư là cái xét nghiệm sàng lọc trước sinh, là xét nghiệm double test nè, combined test nè, triple test nè. Hiện nay á, có một cái đang rất là phổ biến, đang trở nên là một cái trào lưu, đó là xét nghiệm NIPT, người ta vẫn gọi là NIPT, nhưng mà thực tế là bây giờ các hiệp hội di truyền và sản phụ khoa trên thế giới người ta thống nhất gọi nó là NIPS. Nhưng cái NIPT vẫn là quen miệng người ta nói, NIPS là non invasive prenatal screening, sàng lọc trước sinh không xâm lấn. Các xét nghiệm khác khi mình tầm soát nó cũng giúp mình tầm soát, ví dụ xét nghiệm huyết đồ là tầm soát bệnh lý thalassemia, hoặc là xét nghiệm rubella vân vân. Cái này chúng ta sẽ nói một buổi khác. Rồi chúng ta có thủ thuật chẩn đoán trước sinh chọc ối sinh thiết ra nhau, và cuối cùng có làm gì nữa thì nếu những cái trường hợp bất thường, những trường hợp nguy cơ cao đều phải khẳng định lại bằng một cái xét nghiệm, đó là xét nghiệm chẩn đoán trước sinh, xét nghiệm về gen như là karyotype, QFPCR, microarray, prenatal probes. Xin thưa các anh chị, đây là bốn cái xét nghiệm này là bốn cái xét nghiệm mà Bệnh viện Từ Dũ chính thức đang thực hiện và được 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 công nhận. Hiện nay còn nhiều cái xét nghiệm khác ở trên ở trong nước và trên thị trường, nhưng mà những cái chính thức là như này và những cơ bản là như vậy. Và cuối cùng là chúng ta đừng quên tư vấn, bởi vì nếu quên tư vấn thường mang lại những cái phiền hà cho mình á. Bây giờ xin giới thiệu với các anh chị sơ lược qua cái quy trình sàng lọc và chẩn đoán trước sinh. Ở 11 đến 13 tuần 6 ngày chúng ta có làm xét nghiệm combined test. Combined test tức là double test cộng với lại siêu âm độ mờ da gái. Rồi có thêm làm thêm cái xét nghiệm khác. Cái ô đầu tiên các anh chị thấy không? Xét nghiệm khác, ví dụ xét nghiệm huyết đồ, rubella, vân vân. Nhóm máu, nó là tầm soát cơ bản. Dạ, âm thanh nghe hơi nhỏ. Đây là phản phản hồi từ học viên, mình chỉnh lại. Các anh chị vui lòng chờ chút xíu. Chỉnh bằng cách nào? Đây, đang làm cho control panel. Rồi. Đây control panel, rồi mình làm gì nữa? Các anh chị đừng rời đi nha, dành 5 phút cho quảng cáo nha, sẽ quay lại. Đâu? Không phải đâu. Ha, quay làm sao? Dạ. Rồi, âm thanh. Adjust system volume.
Maximum hết rồi. Dạ, các anh chị nghe rõ không? Dạ rõ thầy. Dạ, nghe Nghe rõ không chị, các anh rõ, chị? thầy. Nghe rõ thầy, dạ, cảm ơn chị. Nghe rõ rồi. Rồi rồi. Nghe rõ rồi, các chị ở đầu kia nghe rõ rồi, chắc mình tiếp thôi chứ để làm mất thời gian. Mất màn hình này. Dạ. Rồi, màn hình sẽ có lại trở lại. Được chưa chị? Có hình Được lại chưa? rồi, có hình Dạ. rồi. Như vậy là 5 phút cho ban tổ chức và nhà tài trợ đã hết thì chúng ta quay học học trở lại. Dạ. Nếu mà combine test mà nó nguy cơ cao quá thì chúng ta sẽ cho sinh thiết ra nhau từ 11 đến 14 tuần, chúng ta sẽ thêm kiến thức cho nhau. Dạ. Như có em bé khóc. Dạ. Hình như có ai có con nhỏ. Dạ. Nếu các anh hy vọng các anh chị sẽ được xem qua cái sinh thiết gây nhau ở bệnh viện Từ Dũ, nếu mà thực tập ở khoa chăm sóc trước sinh á. Rồi chúng ta nếu như ở 3 tháng đầu mà bệnh nhân quên không có làm, hoặc là một số anh chị kỹ càng lắm là 3 tháng đầu làm rồi nguy cơ thấp thì vẫn cho 3 tháng giữa làm tiếp, đó là làm xét nghiệm triple test là từ 14 đến 20 tuần 6 ngày. Nhưng mà thực ra thì chúng ta làm tốt nhất là từ 15 tuần, từ 14 15 tuần á, là cái khoảng đó cửa sổ mình làm không có chính xác. Sau 15 tuần đến 20 tuần 6 ngày làm là triple test, và nếu nguy cơ cao chúng ta chọc ối, nguy cơ thấp thì chúng ta đợi tới 22 tuần á, chúng ta siêu âm hình thái học. Thì như vậy là bất kỳ trong các bước trên đây, double test, triple test hay siêu âm hình thái học, nếu có một cái marker hay có dấu hiệu hay có yếu tố nguy cơ cao nào thì cuối cùng đều dẫn đến chọc ối để xét nghiệm gen hoặc là xét nghiệm di truyền. Chọc ối thì chúng ta thực hiện từ 16 tuần trở lên. Tổ chức Y tế Thế giới là không khuyến cáo, hay nói cách khác là người ta cấm chống chỉ định chọc ối trước 15 tuần nhé anh chị. Chọc ối sớm gây tăng tỷ lệ sảy thai và dị tật ngắn chi cho thai, em bé chim cánh cụt. Như vậy là chúng ta sơ qua quy trình này, chúng ta sẽ xem một số cái nội dung. Thí dụ như bây giờ mình muốn xét nghiệm di truyền thì chúng ta phải làm một cái động tác, đó là lấy mẫu ra làm xét nghiệm, đó gọi là thủ thuật chẩn đoán trước sinh, mà hay mọi người hay nói là chẩn đoán trước sinh chứ nó chỉ là lấy mẫu ra thôi, gồm có sinh thiết gây nhau, chọc ối hoặc là chọc hút máu cuốn rốn hoặc là sinh thiết thai. Nhưng mà hai cái cơ bản nhất là cái chọc ối và sinh thiết gây nhau, bởi vì nó đơn giản, dễ thực hiện, ít tai biến. Cái chọc hút dịch ối là cái đơn giản nhất, tuy nhiên nó có nhược điểm là thai nó hơi lớn, là 16 tuần chúng ta mới chọc ối được. Tuy nhiên cái thuận lợi của nó lại rất là nhiều, nó là dễ dàng thực hiện lắm. Các anh chị có thể thực hiện một mình, có thể là có nhờ người phụ. Tuy nhiên là nên dù cách nào nữa chúng ta phải quan sát được thai trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật chọc ối. Lúc mà chúng ta bắt đầu đưa kim qua xuyên qua thành bụng và buồng ối thì chúng ta phải quan sát cái kim được nó liên tục, tránh cái việc mà gián đoạn cái việc quan sát có thể làm tổn thương cho thai. Đây là cái hình mà cụ thể anh chị thấy, cái hình đó có khoang ối và có cái kim đó hút ra 10 cc 10 ml nước ối. Lưu ý nếu mà các anh chị có chọc ối á thì việc đầu tiên khi cây kim nó vô tới buồng ối là các anh chị á, phải hút khoảng 2 cc dịch ối đầu tiên. Mình hút mình bỏ đi, bỏ luôn cái ống hút đó đi, ống chích đó đi, chúng ta thay cái ống chích mới và hút ra cái dịch ối mới. Bởi vì cái mình làm cái động tác đó để mình tráng cái kim, mình tránh ngoại nhiễm tế bào từ thành tử cung, từ thành bụng của mẹ nó vào trong dịch ối, làm có thể làm sai lạc kết quả, bởi vì những cái tế bào đó là có nguồn gốc từ mẹ nên kết quả nó sẽ không đại diện. Cái thứ hai là sinh thiết gây nhau, chúng ta làm từ 11 tuần đến 14 tuần. Cái này cũng có ưu điểm rất là lớn, đó là thai lúc thai còn nhỏ chúng ta đã làm xét nghiệm, lấy mẫu và làm xét nghiệm được rồi, đó là ưu điểm lớn nhất. Tuy nhiên có cái nhược điểm mà ở Việt Nam mình gặp phải, đó là cái chi phí thủ thuật nó hơi cao, rồi cái kim nó khoảng 1,5 triệu một cây á, và chúng ta chỉ làm được một người mà thôi.
có một cái nhược điểm thứ hai mà là ở nước nào cũng gặp phải, đó là cái nhược điểm về bộ gen nó dễ bị khảm hơn so với lại nước ối. Đó là đặc điểm sinh học này mình không khắc phục được. Có khoảng một, theo thống kê, cái này thống kê cũng cũ rồi, tức là từ 1 đến 2% các trường hợp bộ gen ở nhau có thể bị khảm và nó ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm chẩn đoán của chúng ta. À, đây là một số cái hình ảnh về cái dịch ối sau khi chọc ối, rồi chúng ta ly tâm thì chúng ta sẽ thấy cái cặn ối nó nằm ở dưới đây. Cái cặn ối đó, các anh chị xem trên màn hình cái hình bên trái đó, không có lẫn máu á, nó là cái màu đục đục ở dưới đấy đó, nó là cái tế bào dịch ối đó. Nó tế bào dịch ối này là có tế bào, các tế bào có nguồn gốc từ da của thai, màng ối, màng dây rốn, niêm mạc đường tiêu hóa, niêm mạc miệng mũi và niêm mạc đường tiết niệu, nó tiểu ra đó. Và đây là vì chính vì cái tế bào này có xuất phát từ chính cái cơ thể của thai cho nên nó phản ánh khá là chính xác tình trạng gen của thai, rất là hy hữu. Có trường hợp nào mà tế bào ối nó khác với lại tế bào của cơ thể thai có, nhưng mà nó trường hợp nó chỉ lẻ tẻ một vài ca, rất là hy hữu. Những cái trường hợp phía bên phải đây là trường hợp mà nhiễm máu do các anh chị lấy mẫu chọc ối á, lúc lấy mẫu có thể là đi ngang đi xuyên qua bánh nhau hoặc là quên chán cái cây kim trước khi hút cái máu để làm xét nghiệm đi, thành ra là nó lẫn máu. Và cuối cùng là cái mẫu của ở phía bên phải cùng ngoài cùng á nhiễm rất là nhiều máu, và cái trường hợp này thường là xét nghiệm rất là kém tin cậy, bởi vì không biết là kết quả đó là của thai đó, hay là của mẹ, bởi vì máu này có thể từ mẹ lẫn vào đó. Đây là các anh chị thấy có một cái mẫu ối khác có máu cộng nè. Trường hợp này chúng ta phải cấy nó, tức là cho vào một môi trường đặc biệt để nuôi cấy những tế bào có nguồn gốc từ da của thai á, nó mới mọc. Còn những tế bào có nguồn gốc từ máu của mẹ nó sẽ chết đi. Như vậy sau một thời gian nuôi cấy, chúng ta loại bỏ cái DNA từ từ mẹ đi và chỉ còn lại DNA của thai, và chúng ta xét nghiệm. Như vậy nó làm mất thời gian chúng ta đó. Cho nên là lúc chụp ối cần phải cẩn trọng một chút. Đó, thứ cái kỹ thuật tiếp theo là sinh thiết ngay nhau. Đây là cái hình mà chúng ta sinh thiết ngay nhau ở bệnh viện Từ Dũ đây. Anh chị thấy cái bánh nhau đó, bánh nhau được cắt ở cái đường cắt mặt cắt lớn nhất, dài nhất, và có một cái cây kim xuyên đi vào suốt cái chiều, cái trục dài của bánh nhau. Đó, cây kim này sẽ được cây kim này có cấu tạo rất là đặc biệt. Cái đầu kim nó có răng cưa, nó giống như lưỡi cưa. Thì khi bác sĩ làm thủ thuật chỉ cần đưa xuống kéo lên, đưa xuống kéo lên khoảng 3 lần thì chính cái lưỡi cưa ở đầu kim nó sẽ cắt đi những cái vi nhung mao của lông nhau, và khi chúng ta hút ra chúng ta hút được những cái lông nhau đó. Như vậy là cần là phải hút trục suốt cái trục chiều dài của bánh nhau như vậy, bởi vì bánh nhau có thể bị khảm khu trú ở đó. Chúng ta xem cái hình bánh nhau bị khảm ở đây, anh chị thấy không? Đây là cái màu đen á, tô đen tức là minh họa là bất thường, trắng nó là bình thường ha. Đó, bánh nhau có thể khảm, tức là bộ gen của bánh nhau có thể khác với lại bộ gen của thai, hoặc là trong cùng một bánh nhau có thể nhiều bộ gen khác nhau, gọi là khảm. Đó. Hai cái hình đầu tiên là tương hợp hoàn toàn thì là chúng ta rất là quý, bởi vì xét nghiệm rất là chính xác. Tuy nhiên hai cái hình cuối cùng ở dưới góc bên phải đó là hai cái hình bất tương hợp hoàn toàn. Trường hợp này chúng ta xét nghiệm ra nhau á có thể dẫn đến là sai, tức là đôi khi là kết quả bình thường mà em bé bất thường, hoặc ngược lại kết quả bất thường nhưng mà em bé nó bình thường. Đó. Những hình trên là khảm ở một số vị trí bánh nhau, cho nên khi chúng ta sinh thiết ra nhau nên đưa kim dọc theo chiều dài của bánh nhau để lấy mẫu cho nó đại diện của bánh nhau. À, đây là một số cái hình ảnh gai nhau, cái lông vi nhung mao của nhau sau khi được sinh thiết chuyển về phòng xét nghiệm lọc rửa bỏ vào cái đĩa Petri. Đây cái hình mà có đánh dấu ngôi sao màu vàng này là số lượng nhau mới đủ để làm xét nghiệm. Hai cái hình phía bên tay trái là quá ít và là không có đặc trưng, cho nên là kết quả không đại diện, sẽ bị loại bỏ và không làm xét nghiệm. Đây là các dòng tế bào của gai nhau. Cái hình này sẽ giải thích được cho chúng ta biết tại sao mà bộ gen của nhau có thể đôi khi á
đôi khi nó khác với bộ gen của thai, và chính vì vậy mà xét nghiệm như cái nhau nó có một số cái hạn chế về mặt sinh học như thế. Bây giờ hiện nay có một cái trào lưu là cái xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT mà hồi nãy tôi nói, hiện nay các cái hiệp hội ACOG hoặc là FMF hay là SSMF vân vân trên thế giới người ta thống nhất là dùng là NIPS, tức là screening thay cho chữ T, có nghĩa là testing, tức là sàng lọc trước sinh không xâm lấn. Xét nghiệm này nhằm mục đích là hạn chế cái việc mà chọc ối sinh thiết gây nhau có thể dẫn đến nguy cơ sảy thai. Đây là cái nguồn gốc của cái xét nghiệm này, từ năm 1948, sau Thế chiến thứ hai, người ta đã phát hiện là có cái acid nucleic, tức là cái DNA tự do ở trong máu. Tức là hồi nãy chúng ta giới thiệu là bộ gen phải nằm trong nhân tế bào hoặc là nằm trong ti thể, nhưng mà từ năm 1948 người ta thấy rằng gen nó không nhất thiết phải nằm trong nhân, nó có thể chạy ra ngoài máu, nó lưu hành, gọi là DNA tự do, sau này gọi là cell free DNA, có nghĩa là DNA ngoại bào, DNA tự do không nằm trong tế bào. Và hiện nay có nhiều ứng dụng về cái DNA tự do này lắm, thí dụ như là để đánh giá ghép tạng hoặc là theo dõi điều trị ung thư. Còn đối với sản phụ khoa, chúng ta có hai cái ứng dụng rất là lớn, đó là xét nghiệm trước sinh không xâm lấn, chia làm hai loại, trong đó là sàng lọc trước sinh không xâm lấn mà mình hay gọi là NIPT, thực ra là để sàng lọc hội chứng Down, trisomy 21 đó, trisomy 13, 18 vân vân. Và một cái nữa là chẩn đoán trước sinh không xâm lấn NIPD. Hai cái này nó khác nhau, NIPD và NIPS là khác nhau. NIPD là chỉ dùng để cho những cái trường hợp gia đình đã có một cái bệnh lý về gen và di truyền cụ thể đã biết và bây giờ xét nghiệm để xem coi thai có bệnh đó hay không, gọi là NIPD. Còn NIPS là dùng đại trà cho tất cả các thai, kể cả có cái thai tiền sử bình thường cũng làm, gọi là sàng lọc. Đây là nguồn gốc của cell-free DNA mà có nguồn gốc từ thai, gọi là CFF DNA, cell-free fetal DNA. Người ta thấy rằng, nghiên cứu thấy rằng khi mà có thai thì cái cell-free DNA của thai từ thai bắt đầu xuất hiện trong máu mẹ từ tuần thứ 7, lúc mà chúng ta siêu âm thấy có tim thai là bắt đầu có DNA của thai trong máu mẹ. Tuy nhiên hàm lượng rất là thấp, sau đó nó tăng dần đến tuần thứ 10, chúng ta xem cái biểu đồ có đường biểu diễn màu vàng, màu cam á, màu cam vàng ở dưới đó, đến tuần thứ 10 thì nó đủ nhiều và người ta có thể ứng dụng cái việc phát hiện cell-free DNA có nguồn gốc từ thai này vào để xét nghiệm sàng lọc hoặc là chẩn đoán. Một cái điểm đặc biệt hết sức là quan trọng nữa là sau khi sanh, đến tuần thứ 40 là sau khi sanh thì trong vòng tuần đầu sau sanh, hậu sản thì cái DNA có nguồn gốc từ thai này sẽ bị thanh thải hết ra khỏi cơ thể. Điều này hết sức là quan trọng, và bởi vì như vậy thì cái DNA của thai lần thứ hai nó sẽ không có liên quan gì đến DNA của thai lần thứ nhất. Như vậy mỗi lần mang thai là chẩn đoán nó đặc hiệu cho cái lần mang thai đó, nó không bị nhiễu. Mà cái DNA nguồn gốc từ thai này nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ những cái tế bào của nhau thai. Những cái tế bào của nhau thai khi nó hoạt động, nó sẽ giải phóng ra ADN tự do và đi vào trong máu của mẹ. Người ta thấy rằng đối với những cái trường hợp mà mang thai mà bị lệch bội nhiễm sắc thể thì cái nồng độ DNA của thai nó sẽ nhích lên, nó sẽ tăng hơn so với những cái thai có bội nhiễm sắc thể bình thường. Ví dụ như trên màn hình này đó, sau khi xét nghiệm người ta sẽ so cái mẫu của cái thai so bất thường so với cái mẫu của cái thai chuẩn, tức là thai đã chắc chắn bình thường, người ta so là người ta thấy rằng nó sẽ trên lên một khúc, cái nhiễm sắc thể nào nó nhiều hơn có nghĩa là nó bị lệch bội, nó bị trisomy, cái nhiễm sắc thể nào nó thấp hơn thì có nghĩa là nó bị mất đi, có nghĩa là monosomy. Như vậy người ta có thể chẩn đoán được trisomy, disomy và monosomy. Trisomy có nghĩa là ba nhiễm sắc thể, monosomy có nghĩa là một, còn disomy có nghĩa là hai. Chúng ta sẽ học quen với lại cái thuật ngữ này, chúng ta đều biết học hồi xưa, nhưng hồi xưa hồi đại học có học nhưng mà lâu không dùng, có thể chúng ta có thể quên á.
Hiện nay có nhiều cái xét nghiệm trên thế giới, nên tùy theo thương hiệu thôi các anh chị. Mỗi cái xét nghiệm người ta đều đánh giá tốt, tuy nhiên cái xét nghiệm tin cậy thì cần có, tốt nhất nó được có CE IVD, có nghĩa là được chứng nhận là CE, nghĩa là CE có nghĩa là European Conformity á, là tiêu chuẩn của châu Âu, và thứ IVD có nghĩa là In Vitro Diagnostic, I là in, V là vitro, D là diagnostic, in vitro diagnostic có nghĩa là được chứng nhận có thể chẩn đoán in vitro, chẩn đoán trong phòng xét nghiệm, tức là nói nôm na là được chứng nhận về xét nghiệm y khoa trong lâm sàng đó thì mới đánh giá tin cậy được. Có nhiều nơi người ta hiện nay người có rất là nhiều nơi người ta nghiên cứu và người ta tự phát triển, nhưng những xét nghiệm mà không có mark đó thì rất là dễ rủi ro dẫn đến sai sai số dương tính giả hoặc âm tính giả. Đó là cái mà chúng ta đang muốn loại trừ ở đây, ở trên cái biểu đồ này các anh chị thấy. Đây là một cái xét nghiệm NIPT được một cái công bố nghiên cứu trên 146.958 cái thai kỳ. Đây là một cái cỡ mẫu khá lớn cho một cái nghiên cứu. Và người ta thấy rằng hai con số cuối á là giá trị tiên đoán dương và giá trị tiên đoán âm, nó là có giá trị rất là cao, đặc biệt là giá trị tiên đoán âm. Có là nghĩa là khi mà kết quả ra là âm tính, mình tư vấn cho bệnh nhân âm tính thì độ đúng nó là 99,99% cho cái trisomy 21 và trisomy 13, 18 là 100%, tức là chính xác cái đó sẽ là âm tính. Đó. Còn giá trị tiên đoán dương, tức là khi mà kết quả đó ra nguy cơ cao thì đối với hội chứng Down á, là 92,19%. Tùy vào cái test xét nghiệm, mỗi cái hãng xét nghiệm hoặc một cái công ty đó, họ sẽ phải xác lập cái giá trị này cho họ trên một cái nghiên cứu phải được chứng thực. Thì đây theo cái nghiên cứu này là 92,19%, có nghĩa là gần như là chẩn đoán. Là các anh chị có biết là một số cái xét nghiệm mà chúng ta dùng để chẩn đoán, ví dụ như procalcitonin hoặc là CRP, mình để mình đánh giá tiên lượng nhiễm trùng hoặc là chẩn đoán nhiễm trùng máu á, thì giá trị tiên đoán dương nó chỉ có khoảng 70% thôi. Tuy nhiên đối với thai, một cái giá trị tiên đoán dương mà là 90 mấy% cũng chưa chưa được xem là giá trị là xét nghiệm chẩn đoán, bởi vì nếu chúng ta chấm dứt thai kỳ, những cái thai mà lỡ mà nó chưa đúng á thì không có cơ hội khắc phục. Đó là hai cái giá trị rất là quan trọng. Như vậy cái quan trọng nhất của cái xét nghiệm NIPT có nghĩa là khi mà xét nghiệm nguy cơ thấp thì gần như là an tâm tuyệt đối là thai nó sẽ không bị bất thường các lệch bội mà chúng ta đã xét nghiệm. Đây là các chỉ định theo ACOG SM, cái này nó khó đọc, và ISO đó. Chỉ định sàng lọc trisomy 21, 18, 13 gần như là có thể làm xét nghiệm cho mọi người. Đó, đặc biệt là những cái trường hợp mẹ lớn tuổi hoặc là trường hợp sinh con bị trisomy mà cha mẹ bình thường. Đó, và có thể thực hiện từ cho thai từ 10 tuần, hoặc là những trường hợp mà thai quý, thai điều trị IVF hoặc là có đã làm từng làm BGS, BGD tức là làm xét nghiệm phôi trước làm tổ, thì dùng cái xét nghiệm này để tầm soát một lần nữa. Nhưng mà những cái trường hợp bị chống chỉ định, ví dụ như là vợ chồng đã có bất thường cấu trúc nhiễm sắc thể, hoặc là người vợ hoặc người chồng, chồng đây là cha của đứa bé đó, ở trong giấy chúng ta sẽ ghi là mẹ và cha của thai đó, chúng ta sẽ không ghi là vợ và chồng, bởi vì nhiều khi chồng không phải là cha của thai đó, cái này cũng thường xảy ra. Là có bất thường nhiễm sắc thể thì không nên làm NIPT, bởi vì nó có thể bị dương tính sai. Trường hợp tam thai hay là ba thai hiện nay không thể nào làm được. Trường hợp vanishing twin hay là song thai tiêu biến, có nghĩa là một thai lúc thụ thai thì có thai đôi nhưng sau đó một thai chết mất đi, còn thai còn lại thì bị chống chỉ định, bởi vì cái thai chết và mất đi này nè, tế bào nó sẽ bị thoái hóa, nó hoại tử và nó phóng thích ra rất là nhiều ADN nè, tự do, tức là cell free DNA hay cf DNA, và cái DNA của tự do của cái thai mất nó sẽ chiếm đa số trong máu của mẹ. Như vậy khi kết quả làm xét nghiệm là chỉ thấy được kết quả của cái thai chết thôi, mình lại kết luận là cho cái thai sống, như vậy là nó không chính xác, cho nên là bị chống chỉ định.
điều trị ghép tạng. Người mẹ mà có ghép cơ quan, ví dụ như ghép gan, ghép thận thì cũng cần cẩn trọng, bởi vì cái xét nghiệm đó sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả của thai. Ví dụ như một trường hợp phụ nữ được ghép gan, cái gan đó là của người đàn ông cho, nhưng mà khi xét nghiệm NIPT ra kết luận là con trai, đẻ ra con gái, là bởi vì cái gan đó là của người đàn ông cho nên nó phóng thích ra nhiễm sắc thể Y. Người ta xét nghiệm ra thấy kết luận là thai này là giới tính nam, nhưng mà sai là bởi vì giới tính nhiễm sắc thể Y đó là của cái gan, của người cho gan chứ không phải của cái thai. Đó làm cho sai lạc. Bệnh ác tính, bệnh đang điều trị miễn dịch, hiện nay có điều trị miễn dịch một số cái bệnh ác tính, hoặc là đang điều trị truyền máu thì không có xét nghiệm được, bởi vì truyền máu thì không phải máu của người mẹ, có thể bị sai. Đối với bệnh ác tính thì là bản thân các nhiễm sắc thể bị đột biến về số lượng nhiễm sắc thể cho nên xét nghiệm cũng không có chính xác. Những cái trường hợp ví dụ như béo phì á, có thể bị sai luôn, là bởi vì đặc biệt là béo phì mà nghiêm trọng. Có những người mà béo phì mà BMI trên 40 thì không có được làm, bởi vì cái hàm lượng của thai so với hàm lượng của mẹ về cfDNA rất là thấp, kết quả không chính xác. Và hiện nay là một cái, đây là cái nhược điểm đó. Thứ nhất là mắc tiền, thứ hai là có thể có nguy cơ lựa chọn lạm dụng để lựa chọn giới tính, và nó vẫn còn có trường hợp là dương tính giả, âm tính giả và dương tính giả, cho nên vẫn chỉ xem là cái xét nghiệm sàng lọc mà thôi, không có phải là xét nghiệm chẩn đoán. Các trường hợp NIPT nguy cơ cao đều phải được xét nghiệm chẩn đoán bằng chọc ối hoặc là sinh thiết gây nhau. Như vậy, nếu hiện nay có xét nghiệm NIPT mà đưa vào trong quy trình, thì xin thưa với các anh chị rằng cái hướng dẫn sắp tới về cái quy trình xét sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh do Bộ Y tế ban hành sẽ có cái xét nghiệm NIPT vào trong cái quy trình này, chính thức sẽ đưa vào văn bản. Như vậy chúng ta có cái căn cứ để áp dụng. Theo đó, xét nghiệm NIPT hay chính xác là NIPS sẽ được thực hiện bổ sung hoặc là thay thế cho các xét nghiệm double test hoặc là triple test. Bổ sung là sao? Bổ sung là nếu như double test hoặc là triple test mà có nguy cơ cao thì sẽ làm NIPT để kiểm tra một lần nữa. Nếu như NIPT có nguy cơ cao thì sẽ chẩn chọc ối, hoặc NIPT nguy cơ thấp thì là theo dõi khám thai tiếp. Đó là ứng dụng NIPT vào bổ sung cho các xét nghiệm double test hoặc triple test. Hoặc NIPT có thể làm, có thể thay thế cho double test hoặc triple test. Có nghĩa là bệnh nhân đến lúc này sẽ không cần phải làm double test hoặc triple test nữa, mà làm trực tiếp luôn NIPT, nếu tùy thuộc vào cái quyết định chọn lựa của bệnh nhân và khả năng điều kiện về kinh tế của bệnh nhân. Bởi vì cái nhược điểm hiện nay của NIPT vẫn còn khá nhiều tiền, không phải ai cũng có thể chi trả cho cái xét nghiệm này. Bây giờ sau khi sàng lọc bằng double test, triple test, siêu âm hoặc là NIPT ra nguy cơ thấp thì chúng ta vẫn nguy cơ cao, xin lỗi là sàng lọc ra nguy cơ cao thì nhất thiết chúng ta phải làm cái công tác là chẩn đoán xác định hay là làm công xét nghiệm khẳng định đó, bằng cách là xét nghiệm karyotip, làm VFPCR, làm BOPS hoặc là array CGH. Đây là bốn cái xét nghiệm chính thức thực hiện tại bệnh viện Từ Dũ và nó có nhiều ưu điểm hơn những cái xét nghiệm khác. Những cái xét nghiệm mà tôi nêu trên màn hình như FISH, MLBA thì nó rất là hạn chế, hoặc là xét nghiệm giải trình tự gen thế hệ mới mà để xét nghiệm CMV, và hiện nay một số nơi trên thế giới hoặc một số phòng xét nghiệm ở Việt Nam làm thì nó có hạn chế là đối với xét nghiệm giải trình tự gen, nếu như gặp cái vùng gen khó, những cái đặc cơ, những cái trường hợp mà cá thể mà có nhiều cái tỷ lệ CG tức là cytosine và guanine á, thì tín hiệu sẽ không có đôi khi sẽ không phân tích được. Hoặc đối với những cái trường hợp mà mất đoạn nhỏ thì cái CNV cũng không phát hiện được đó, CNV sequencing á, mà hiện nay một số nơi họ quảng cáo rất là nhiều á, thì sẽ không giải quyết được, chẩn đoán được cái mất đoạn nhỏ, ngoại trừ khi là chúng ta biết trước là sẽ có cái mất đoạn đó để chúng ta khảo sát đó. Như vậy mỗi cái xét nghiệm ở đây sẽ có một cái ứng dụng khác nhau. Chúng ta xem ở trên màn hình karyotip thì là khảo sát cấu trúc đại thể và số lượng của nhiễm sắc thể.
Chúng ta sẽ xem cụ thể sao. Đối với QFPCR chỉ khảo sát được số lượng nhiễm sắc thể 13, 18, 21 và XY. Đối với xét nghiệm prenatal burps, đây là một cái xét nghiệm được mark, được đánh dấu, được công nhận là CE-IVD á, thì nó chỉ khảo sát được số lượng nhiễm sắc thể 13, 18, 21, XY, tức là cái phù hợp với lại cái double test chúng ta làm á, và chín loại xóa vi đoạn. Đó, xóa vi đoạn đây thường thường ở ngoài thường hay nói, các anh chị đồng nghiệp thường hay nói nhầm là vi mất đoạn đó, micro deletion, mất đoạn tinh vi ha. Xóa vi đoạn là xóa một đoạn ở mức độ vi thể. Đó, micro là vi, vi thể, deletion tức là xóa nó đi. Dạ. Và cuối cùng là cái xét nghiệm array CGH hoặc array CGH á, nó sẽ khảo sát toàn bộ nhiễm sắc thể ở mức độ phân tử, ở mức độ gen, tức là khảo sát đến từng cái cấu trúc một cái đoạn mấy trăm nucleotide trên suốt chiều dài của bộ gen, trên suốt chiều dài 3.2 tỷ nucleotide của bộ gen. Xin giới thiệu các anh chị tìm hiểu sơ qua về xét nghiệm karyotype, coi cái xét nghiệm này nó làm như thế nào nha. À, đây là xét nghiệm karyotype, đây là cái hình ở trên đây là cái hình nuôi cấy tế bào ối. Như vậy nước ối sau khi chọc ối từ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng xét nghiệm quay ly tâm, giống như cái hình ban đầu chúng ta xem đó, sẽ được chuyển vào trong một cái bình, bình cấy này, cái bình cấy trên màn hình màu đỏ đỏ đây gọi là cái flask, cái flacon hay là cái bình cấy. Cái bình này nó chứa sẵn môi trường nuôi cấy tế bào ối, đó là huyết thanh của B. Huyết thanh của B có rất là nhiều dinh dưỡng, người ta dùng huyết thanh của B để nuôi cấy tế bào máu hoặc là tế bào ối của thai. Cái bình nuôi cấy này sẽ cho vào tủ ủ này, ủ ở 37 độ C với phần không khí là 5% CO2. Sau một thời gian nuôi cấy khoảng 10 đến 14 ngày thì tế bào sẽ mọc đủ, phát triển và chúng ta sẽ thu hoạch nó. Cái hình bên trái là sau 5 ngày nuôi cấy, chúng ta thấy là tế bào ối nó mọc từ ở trên góc trên bên phải, còn góc dưới bên phải nó không có mọc. Sau 10 ngày thì góc dưới bên phải nó mọc, nó lan lên, nó gặp góc trên, người ta gọi là nó hợp nhất, hay là tế bào nó conference, nó hội nghị với nhau. Các anh chị mường tượng giống như mình, nhà mình có cái hồ cá bằng kiến, cái bể kính để nuôi cá đó, mình đổ nước sạch vào, sau 5 ngày nó mọc rêu ra một góc, sau 10 ngày thì rêu bám đầy ở dưới đáy hồ. Rêu đó tương tự như là tế bào ối chúng ta nhìn ở dưới kính hiển vi là sẽ giống như thế. Và chúng ta thu hoạch nó là gom những cái tế bào nó lại ở kỳ giữa, tức là lúc mà tế bào chuẩn bị phân chia, chúng ta nhỏ lên một cái lam, gọi là nhỏ lên tiêu bản, và chúng ta xem dưới kính hiển vi. Đây là cái hệ thống phân tích nhiễm sắc thể của Bệnh viện Từ Dũ. Các anh chị chắc ít có cơ hội thấy những cái thiết bị nó rất là chuyên dụng này, không phải là ở đâu cũng có. Đây cái hệ thống kính hiển vi tự động, chúng ta chỉ cần đưa cái lam này lên cái kính hiển vi này và chúng ta lập trình nó sẽ tự động nó xem, nó đọc và nó chụp hình chúng ta. Người không cần đọc, các anh chị, người không cần phải xem kính hiển vi rị mọ xem đâu, cái máy này nó sẽ lấy nét, nó chụp hình và nó phân tích. Các anh chị thấy cái màn hình bên phải là nó chụp hình, nó đưa qua màn hình đó. Đó, nó tự động nó xếp bộ. Con người chúng ta có nhiệm vụ là xem lại con nó làm đúng hay không. Đây là một cái bộ nhiễm sắc thể đó, từ chuyên môn gọi là đó, tiếng Việt dịch ra là nhiễm sắc thể đồ hay là bộ nhiễm sắc thể của một cái trường hợp thai nam XY, thai nam và dư một nhiễm sắc thể số 21. Khi sinh ra nó sẽ có kiểu hình hội chứng Đao. Bộ gen có 3 nhiễm sắc thể 21 gọi là trisomy 21 hội chứng Đao. Đây là một bé trai, một thai trai trisomy 21 và được tư vấn chấm dứt thai kỳ. Đây là một cái thai nữ, bởi vì nó bộ nhiễm sắc thể giới tính nó là XX và nó trisomy 13. Và trong bào thai mình chúng ta có thể siêu âm thấy nó dị tật bẩm sinh rất là nhiều. Thí dụ như là não thất duy nhất nè, có cái vòi ở mặt nè, sức môi, trẻ vòm, khòeo chân tay, vân vân, rất là nhiều cái đặc trưng. Đây là một cái bộ gen của một bé gái monosomy X. Mono là một thôi, mono là chỉ có một thôi, một nhiễm sắc thể X thôi.
và đẻ ra là bé này sẽ bị hội chứng tinh người lùn thấp lùn và không có buồng trứng, không có tử cung hay là tử cung nhi hóa, buồng trứng nhi hóa, không có hành kinh, không có dậy thì, và bé này sẽ là không có trưởng thành, không có dậy thì, cho nên là sẽ phát triển trực tiếp từ tuổi thơ qua bà già chứ không có giai đoạn thiếu nữ sinh đẻ. Đây là một trường hợp bé trai bị XXY là hội chứng Lyme, đẻ ra bị hội chứng Lyme Finter, 47 nhiễm sắc thể, thừa một nhiễm sắc thể giới tính. Đây là một cái trường hợp 48 nhiễm sắc thể, thừa hai nhiễm sắc thể giới tính. Đó, các anh chị thấy cái khoanh đỏ, khoanh tròn đó là XXY, thừa tới hai nhiễm sắc thể giới tính mà bất thường. Trường hợp này người phụ nữ này có tới 5 nhiễm sắc thể X, thừa tới 3 nhiễm sắc thể X. Đây là một super siêu nữ có những cái dị tật bẩm sinh về đường sinh dục, về trí tuệ, hạn chế về mặt trí tuệ. Còn nhiều cái hình khác chúng ta qua đi nhiều xem hồi nhức đầu. Đây là một cái trường hợp bé gái, bởi vì bộ nhiễm sắc thể giới tính là XX, có 47 nhiễm sắc thể dư ra một khúc, nên ta gọi là cộng ma. Ma là material, có nghĩa là một cái vật liệu nhiễm sắc thể, dư một cái vật liệu nhiễm sắc thể khoanh tròn ở đây, không biết nó nguồn gốc từ đâu, nó đen đen, không biết nó là nhiễm sắc thể số mấy, thì phải làm microarray. Đây là một cái trường hợp mà chúng tôi hội chẩn với lại Pháp, cho nên kết quả họ gửi về bằng tiếng Pháp. Microarray đây cho thấy rằng nó có nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể này, cái đoạn đó nó có nguồn gốc từ số 15 bị đứt gãy văng ra. Một đoạn thì bị tê tra, một cái đoạn là bị trisomy. Đó. Như vậy đứa bé này sinh ra sẽ bị bệnh lý dị tật bẩm sinh. Đó, đôi tư vấn chấm dứt thai kỳ. Một cái trường hợp karyotip dịch ối, thai có NT khá lớn là 3,4 mm, đó. Làm ra là có chuyển đoạn, chuyển đoạn ở nhiễm sắc thể số 9, nhưng mà không ở nhìn ở mức độ này không biết là có một cái micro deletion, nữa là xóa vi đoạn hay không, không biết tiên lượng em bé như thế nào. Thì chúng ta có cái tài liệu đã có thống kê nói rằng là nếu mà NT, tức là độ mờ da gái càng lớn thì tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể đó, càng tăng lên. Cái cột bên trái là cái tỷ lệ nhiễm sắc thể bất thường càng tăng lên, và cái tỷ lệ sinh sống mà không dị tật bẩm sinh nó càng giảm xuống. Đó. Nếu như ở 3,4 mm thì tỷ lệ sinh sống mà không có dị tật bẩm sinh gì hết sau khi đã kiểm tra thì chỉ có 83% thôi. Đó. Mặc dù nhiễm sắc thể bình thường rồi thì vẫn còn 7%, tức là sau khi xét nghiệm chọc ối nhiễm sắc thể bình thường thì vẫn có tỷ lệ 7% sẽ bị bệnh lý khác mà mình không rõ. Các anh chị coi cái hàng đầu tiên. Đối với những trường hợp mà thai mà siêu âm thấy có NT, độ mờ da gáy, có khoảng mờ gáy lớn á, thì có thể gây ra rất là nhiều loại dị tật bẩm sinh khác nhau, nhưng mà phổ biến nhất vẫn là dị tật bẩm sinh tim. Ngoài ra còn có thể nó kèm theo là sức môi, trẻ hàm, thoát vị hoành, v.v. Có loại, nhiều loại khác, nhưng mà chúng ta sẽ không chắc được là cái loại nào sẽ kèm theo cái NT lớn. Chúng ta cần khảo sát kỹ cái dị tật bẩm sinh tim, bởi vì nó thường xảy ra và thường là rất là nặng và không cứu được, chữa được. Thống kê cho thấy là nó có thể sinh ra em bé có thể bị nhiều cái hội chứng về thần kinh vận động, hội chứng gì, bệnh lý chuyển hóa khác. Như vậy ưu điểm của cái xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm chẩn đoán trước sinh bằng karyotip này đó, đến nay người ta vẫn xem nó là tiêu chuẩn vàng để khảo sát số lượng và cấu trúc của bộ nhiễm sắc thể. Nhưng nó chỉ khảo sát được cấu trúc những cái mất nhiễm sắc thể, đứt gãy của nhiễm sắc thể trên 4 megabyte, chứ là trên 4 triệu cái nucleotide thì mới thấy thôi. Và cần nó có thể giúp mình loại bỏ được tế bào nhiễm, thí dụ như nhiễm máu mẹ vô, chúng ta có thể loại bỏ được. Nhưng mà nhược điểm của nó thì làm rất là vất vả, thời gian rất là lâu. Nhiều khi chúng ta làm ra được kết quả là thai nó đã xảy mất rồi, dị tật bẩm sinh nặng, nó đã chấm dứt thai kỳ rồi. Nó mất 3 đến 4 tuần. Có những kỹ thuật làm nhanh hơn, nhưng mà kỹ thuật làm nhanh lại thường gây ra dương tính giả.
đôi khi không kết luận được vì hình ảnh cái nhiễm sắc thể nó không có rõ, nó đen quá không có thấy rõ, và có nguy cơ là cấy tế bào thất bại do chúng ta lúc nuôi cấy nó nhiễm nấm vô. Đây là một cái nghiên cứu ở góc dưới bên phải, các anh chị thấy có một cái nghiên cứu đăng trên cái tạp chí của American Journal of Human Genetics, là thấy rằng á, mặc dù tiêu chuẩn vàng nhưng và vẫn có thể bị khảm, trong đó có khảm thật thì ít thôi mà khảm giả thì nhiều. Cái kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật phía, xin bỏ qua cái kỹ thuật này bởi vì cái kỹ thuật này nó cũng lạc hậu rồi, ít dùng lắm. Kỹ thuật thứ ba là cái kỹ thuật qfPCR. À, cái kỹ thuật này dựa trên phương pháp nguyên lý PCR. À, các anh chị xem hình này, ví dụ như á, ở cái nhiễm sắc thể số 21B này chỉ có hai nhiễm sắc thể 21 thôi, ở vị trí đó sẽ có hai allele, một allele ngắn một allele dài, người ta điện di ra thì người ta sẽ thấy hai tín hiệu bằng nhau. Xem cái hình bên phải, hai tín hiệu 21B bằng nhau. Nếu như là trisomy, giả sử như trường hợp trisomy 18 ở cái vị trí C của nhiễm sắc thể 18, nó có 3 nhiễm sắc thể 18, có 3 nhiễm sắc thể 1, 2, 3 thì người ta điện di có 3 allele có kích thước khác nhau, điện di ra nó có 3 cái định tín hiệu, bên phía bên phải có 3 tín hiệu bằng nhau như vậy rồi xác định nó là 3 nhiễm sắc thể. Như vậy chúng ta chỉ cần đếm tín hiệu đó chúng ta biết được là mấy nhiễm sắc thể, rất là đơn giản. Như xét nghiệm này khảo sát được nhiễm sắc thể 13 nè, 18 nè, 21 nè, nhiễm sắc thể giới tính X, nhiễm sắc thể giới tính Y, và nó còn đối chiếu với nhiễm sắc thể số 2, số 3, số 7. Đây là một trong những cái xét nghiệm có độ chính xác rất là cao, có độ đặc hiệu lên tới 100%. Sau khi tế bào ối được tách ra từ dịch ối thì sẽ được tách cái ADN bỏ vô cái hệ thống luân nhiệt hay là máy PCR. Đây là một số cái máy PCR ở cái khu vực PCR của khoa di truyền cũ trước đây. Nó làm PCR khuếch đại, nó lên bỏ vô máy trình tự gen, phân tích nó và đưa vào phần mềm phân tích. Cái phần mềm tinh sinh này nó sẽ phân tích. Và đây là một số cái ví dụ minh họa thôi. Cái hình bình thường các anh chị thấy tín hiệu nào cũng 2, 2, 2, 2 bằng nhau gọi là bình thường. Các anh chị xem cái hình nó biết liền là nếu mà trisomy 21 thấy cái chỗ nào mà có đề số 21 mà đếm 23 là bất thường. Cái này anh chị thấy cái đứng trước nó cao hơn cái đứng sau gấp đôi. Như vậy nó là hai tín hiệu nó chồng lên nhau, cao hơn cái phía sau. Phía sau có 1, cộng lại 2 trước, 1 sau là ra 3, là trisomy 21, hoặc cái trisomy 13 ở dưới đây. Đó, 3 tín hiệu bằng nhau, cộng lại là 3 cái nhiễm sắc thể, trisomy 13. Đây một số cái hình bình thường đó anh chị. Này hội chứng đau, mỗi cái chỗ 21 là có 3 tín hiệu. Trisomy 18, số nào 18 là có 3 tín hiệu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À, đây là trường hợp tam bội, tất cả các nhiễm sắc thể ở trên đây nó có đều 3 tín hiệu. Các anh chị sẽ có cái tài liệu này, các anh chị xem kỹ. Nhiễm sắc thể 13 cũng 3, 18 cũng 3, 21 cũng 3, XY cũng 3, có nghĩa là nhiễm sắc thể nào cũng 3 nhiễm sắc thể thì gọi là 3N, là triploidy, là tam bội. À, một số người á, sẽ thắc mắc là muốn biết con trai con gái, nên đây tôi không có hình ở đây. Chúng ta chỉ cần trong một cái kết quả xét nghiệm á, nhiều bác sĩ thắc mắc không biết là thai này nam hay nữ. Chúng ta xem ở trên cái hình này, chúng ta xem cái chữ SRI đó. Ở bên cái bảng á, ở bên cái bảng cái hàng chữ SRI, hàng số 2 á, hàng thứ hai chữ SRI màu xanh dương á, nếu có số 1 có nghĩa là nó là nam, mà nếu zero nó là nữ. Như vậy chúng ta biết được là nam nữ. Tuy nhiên chúng ta xét nghiệm XY đây không phải để biết trai gái, mà để coi nó có bất thường nhiễm sắc thể giới tính không. Trong cái kết quả này là em bé bị XYY, tức là hai nhiễm sắc thể Y, một nhiễm sắc thể X, hội chứng Jacob đó. Hội chứng Jacob, đứa bé mà cái cá thể mà XYY này nè, người ta nghiên cứu là thấy thường có rối loạn hành vi. Người ta nghiên cứu là những người mà nóng nảy, nóng tính, dễ có những hành vi bất ngờ, không lường trước được, không gây ra hậu quả, không lường trước được. Thí dụ như giết người, cướp của rồi đó, thường thường là có một cái tỷ lệ XYY này cao hơn so với quần thể người bình thường. Đây là một số bất thường khác chúng ta xem. Xét nghiệm qfPCR này có ưu điểm là phát hiện được những trường hợp mà lấy lỡ lẫn máu mẹ vô chúng ta biết được. Thứ hai là độ chính xác rất là cao, độ đặc hiệu là 100%. Dương không có dương tính giả. Tiên đoán dương nó là 100%, không có dương tính giả. Có nghĩa là kết quả ra bất thường
là chắc chắn em bé bị bất thường, kết quả kết luận là trisomy 21 hội chứng Down, thì như vậy chắc chắn là thai trisomy 21 hội chứng Down. Như vậy chúng ta dùng làm cái căn cứ để quyết định chấm dứt thai kỳ mà không có lo lắng là lỡ nó âm dương tính giả, em bé này bình thường mà ra kết quả sai hay sao. Cho nên là đây là một cái kết quả mà dựa vào đó chúng ta để tư vấn cho bệnh nhân quyết định chấm dứt thai kỳ hay không. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là không xác định được cái trường hợp khảm, không xác định được cái bất thường về cấu trúc. Xin giới thiệu với anh chị các kỹ thuật khác về Nathan Bob. Cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật mà được mark CE-IVD, có nghĩa là chẩn đoán trong lâm sàng để dựa vào đó quyết định chấm dứt thai kỳ hay không đó. Cũng khảo sát được 5 lệch bộ nhiễm sắc thể và 9 cái xóa vi đoạn, trong đó có hội chứng bị trọt. Hội chứng bị chọn là mất đoạn nhiễm sắc thể số 22 và mất đoạn nhiễm sắc thể số 10. Cái kỹ thuật nó hơi phức tạp, tôi xin không có nói qua về cái cách làm của nó. Đây là một số cái kết quả của xét nghiệm BOF trên màn hình các anh chị đây xem. Đây là một cái trường hợp bình thường, XY bình thường. Chúng ta xem á, cái chấm màu xanh có nghĩa là kết quả của cái thai so với lại một cái mẫu nam chuẩn. Cái chấm màu đỏ là kết quả của thai so với một cái chuẩn mẫu nữ chuẩn. Xanh là nam, đỏ là nữ. Như vậy, so sánh mà nếu nó nằm ở trong cái giới hạn màu bình thường thì là cái thai đó bình thường. Nếu mà nó lệch ra thì cái thai bất thường. Tuy nhiên ở dưới đây là các anh chị thấy XY là hai hàng cuối á. XC, C có nghĩa là chromosome á, nhiễm sắc thể X. Màu đỏ là so với nữ là nó ít hơn, nó giảm. Tức là như vậy thai này chỉ có một ít thôi. Cái màu đỏ chữ Y so với nữ thì nó nhiều hơn, nó lệch lên. Như vậy là thai này có Y, do nữ không có Y cho nên thai này nó chia lên, nó tăng lên như đây. Đây là một trường hợp thai ít Y so với nam là màu xanh ở X và Y hết. Như vậy nó bình thường. Như vậy là thai này bình thường Y. Trường hợp này là hội chứng Down trisomy 21, bởi vì ở cái ô cái hàng thứ ba đó 21C, tức là chromosome 21 đó, nó tăng lên so với nam và nữ mẫu chuẩn này, thì cái mẫu này đều bị tăng lên số lượng lên 1,5. Như vậy là thay đây là thai nữ bị hội chứng Down trisomy 21. Đây là một cái trường hợp ở cái hàng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, cái hàng thứ 6 á, có cái đề chữ DGS là DGS syndrome. Cái tín hiệu nó bị giảm, nó lệch qua bên trái, có nghĩa là giảm. Như vậy cái thai này nó bị mất đi một cái số nhiễm sắc thể, một đoạn nhiễm sắc thể số 22 gây ra hội chứng DGS. Hội chứng DGS đặc trưng là dị tật bất sản tuyến ức. Nếu chúng ta siêu âm thai tốt chắc chúng ta thấy bất sản tuyến ức. Nếu mà chúng ta thấy bất sản tuyến cận giáp, không biết các anh chị siêu âm thai có thể khảo sát được tuyến cận giáp hay không. Sinh ra thường thường là sẽ không phát hiện cho đến khi nó có những dấu hiệu rối loạn điện giải đó, thì mới biết được là bất sản tuyến cận giáp. Nhưng đặc trưng lớn mà có thể phát hiện ở thời kỳ thai đó là dị tật bẩm sinh tim, như là thông liên thất, tứ chứng Fallot, vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy được, sẽ thấy ở trên siêu âm được. Như vậy hiện nay đối với những cái trường hợp mà thai mà có dị tật bẩm sinh tim thì thường người ta sẽ cho làm chỉ định làm xét nghiệm hội chứng bị chọt để coi nó có hội chứng bị chọt kèm theo không. Bởi vì nếu dị tật bẩm sinh tim như thông liên thất hoặc tứ chứng Fallot có thể phẫu thuật được, nhưng do nguyên nhân là hội chứng bị chọt thì bé chậm phát triển tâm thần mà đa dị tật bẩm sinh ở các cơ quan khác sẽ không bị bệnh hệ thống nữa, sẽ không điều trị khỏi, cho nên những trường hợp đó sẽ bị tư vấn để chấm dứt thai kỳ. Cái kỹ thuật thứ tư mà xin giới thiệu các anh chị biết qua đó là hội chứng, là kỹ thuật RACGS để khảo sát 24 nhiễm sắc thể ở mức độ phân tử, khảo sát toàn bộ nhiễm sắc thể. Tại sao 24 nhiễm sắc thể? Tức là nhiễm sắc thể số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đến 22 là 22 nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể X là 23, nhiễm sắc thể Y là 24, nó 24 loại nhiễm sắc thể. Cũng dùng trên cái lam kính này, người ta bỏ nhiễm sắc thể của mẫu thai lên đây và lai với lại cái drop đã được in sẵn ở trên cái lam này.
và sau đó khảo sát đọc. Đây là cái biểu đồ tín hiệu của 24 nhiễm sắc thể. Các anh chị có thể thấy hàng trên đó, cái ô hình ở trên có số 1, số 2, số 3, số 4, số 22, rồi chữ X, chữ Y. Nếu nó nhiều lên đó, thì nó sẽ tăng lên. Còn nếu nó mất đi hoặc nó giảm đó, thì nó tín hiệu nó sẽ tụt xuống dưới. Ở đây chúng ta thấy ở cái hình số 22 đó, các anh chị có một cái vệt đỏ nó bị chĩa xuống dưới, như vậy cái vị trí đó bị mất đi, tương ứng với hội chứng Detroit. Cái hàng dưới chúng ta thấy chromosome 22, chromosome nhiễm sắc thể 22 ở vị trí Q11.21, mất một cái đoạn là 2.787.707 nucleotide. Nó khảo sát tới chính xác cái nucleotide đó mất bao nhiêu luôn đó. Như vậy gây ra hội chứng đi sọt. Ở trong cái vùng đó có những cái gen nào? Các anh chị thấy ở phía bên phải ngoài cùng đó, nó có chữ đi sọt CR5, hội chứng đi sọt mất chromosome vùng số 5, vùng số 10, v.v. Những cái gen liệt kê ra hội chứng, kỹ thuật micro ray có thể chẩn đoán cho chúng ta chính xác đến mức như vậy. Đây là một cái bệnh nhân khác ở cái nhiễm sắc thể số 7 đó, có cái vệt màu đỏ, như vậy là mất cái nhiễm sắc thể số đứt, mất cái nhiễm sắc thể số 7. Ở trên cái kết quả phân tích chi tiết ở dưới á, nó cho thấy là mất 20.450.938 nucleotide, và nó sẽ gây ra cái hội chứng Reducea. Nếu mà em bé này đẻ ra lớn là khi mà nó khóc, nó sẽ khóc giống như tiếng con mèo, kiểu cái âm thanh nó cao giống như là tiếng của con mèo, rồi hội chứng gọi là hội chứng tiếng mèo kêu, khóc tiếng mèo kêu. Và quan trọng là bị chậm tăng trưởng trong tử cung, đẻ ra nó bị nhỏ, bị chậm phát triển trí tuệ, có thể đời sống thực vật luôn. Như vậy tôi vừa giới thiệu ra hai cái kỹ thuật về Nathan Boss và ArrayCGH. Đây là hai kỹ thuật dùng để chẩn đoán xác định. Chúng ta phải xác định nó ở đây là chẩn đoán xác định, tức là cái kết quả của nó dùng để đưa ra quyết định để can thiệp trên lâm sàng. Mà nó khảo sát được số lượng nhiễm sắc thể, khảo sát được cấu trúc lập đoạn, số đoạn, vân vân, thì chi phí nó hợp lý. Nhược điểm thì như cái trường hợp tam bội không được, khảm không có làm được, nó có một số nhược điểm của nó. Như vậy chúng ta có nhiều cái kỹ thuật như vậy, các anh chị học viên sẽ hỏi bác sĩ Hoang ơi, bây giờ như vậy cái xét nghiệm nào, bệnh nhân nào thì chỉ định xét nghiệm ra sao, tùm lum hết làm sao? Đó. Không có cái xét nghiệm nào nó hoàn hảo hết, nó phải bổ sung cho nhau. Đó. Và đây là cái hướng dẫn gợi ý để các anh chị khi mà siêu âm, khi mà khám thai, có thể dựa vào đó chỉ định cho nó phù hợp. Đối với những trường hợp mà có xét nghiệm, khi khám thai mà chỉ có xét nghiệm nguy cơ cao do double test hay triple test nó nguy cơ cao, hội chứng đau á, chúng ta chỉ cần chỉ định chọc ối á, QFPCR là được, là bởi vì nó chỉ cần khảo sát 13, 18, 21 XY và khảo sát đúng là có hội chứng đau hay không. Chi phí rất là rẻ tiền và rất là thời gian thực hiện rất nhanh. Đối với những cái trường hợp mà có độ mờ da gáy lớn á, thì bởi vì độ mờ da gáy lớn có thể do đột biến nhiễm sắc thể là hội chứng đau, cũng có thể do bất thường nhiễm sắc thể ở mức độ phân tử rất là phức tạp, cho nên chúng ta chỉ định là làm microarray. Chúng ta không nên làm CNV sequencing, bởi vì cái đó đối với những cái mất đoạn nhỏ sẽ không phát hiện được. Đó. Không. Chúng ta chỉ làm CNV sequencing cho những đứa bé đã sinh ra đời. Đó. Những đứa bé đã có hội chứng gì đó mình không biết, mình làm ra. Thì nếu ra không ra bình thường, chúng ta làm tiếp kỹ thuật khác. Đối với thai thì chúng ta làm nên microarray, bởi vì sau đó thì chúng ta không còn làm kỹ thuật gì khác để kiểm tra. Đối với dị tật tim bẩm sinh thì chúng ta có nên làm microarray để khảo sát được các microdeletion. Những cái trường hợp người ta không có tiền có thể làm QFPCR cộng với lại MLPA, nhưng mà chúng ta nên là microarray. Đối với những trường hợp đa dị tật bẩm sinh, chúng ta xét siêu âm thấy có nhiều cái dị tật bẩm sinh khác nhau nhưng không khép với chúng vô một cái hội chứng gì cụ thể, thì chúng ta nên làm karyotip, tức làm bộ nhiễm sắc thể đồ cộng với một cái xét nghiệm microarray. Đối với cái trường hợp mà
mình đã nghi ngờ là micro deletion, thí dụ như là nghi ngờ là hội chứng để chọt á, thì chúng ta làm prenatal birth hoặc là moral rate. Đối với những cái trường hợp gia đình đã có tiền sử bất thường nhiễm sắc thể thì nên làm karyotype và làm xét nghiệm micro rate để chẩn đoán xác định. Đây là một cái gợi ý, tuy nhiên bác sĩ lâm sàng chúng ta phải cân nhắc, đôi khi dựa vào cái khả năng về tài chính của bệnh nhân mà chỉ định. Tuy nhiên nên chọn chỉ định cho bệnh nhân làm những cái xét nghiệm gì nó đã được đánh giá là CE-IVD, chẩn đoán xác định thì nó mới có độ tin cậy. Không khéo thì chúng ta làm cho bệnh nhân tốn tiền vô ích mà kết cục nữa không được như ý, mang đến cái phiền phức cho bác sĩ. Cái xét nghiệm non-NIPT đã được giới thiệu qua rồi. Như vậy thì chúng ta vừa khảo sát qua một loạt, vừa đi qua một loạt cái xét nghiệm về chẩn đoán trước sinh. Trước khi kết thúc thì tôi xin review lại cái quy trình xét nghiệm chẩn đoán trước sinh này. Như vậy chúng ta có chẩn đoán trước sinh, có trước khi chẩn đoán chúng ta có làm sàng lọc trước sinh combined test, double test hoặc là NIPT, đó là những xét nghiệm sàng lọc, hoặc là siêu âm đo độ mờ da gáy hoặc siêu âm thình thái học. Những trường hợp có nguy cơ cao thì chúng ta cần thực hiện thủ thuật chẩn đoán trước sinh. Chúng ta cần phải phân biệt hai thứ: thủ thuật chẩn đoán trước sinh và xét nghiệm chẩn đoán trước sinh. Hai cái nó khác nhau, cũng là chẩn đoán trước sinh nhưng mà một cái là thủ thuật, đó là chọc ối hoặc sinh thiết gây nhau. Chọc ối và sinh thiết gây nhau không cho chúng ta biết được kết quả như thế nào. Chúng ta cần phải có làm xét nghiệm chẩn đoán trước sinh, đó là xét nghiệm nhiễm sắc thể hoặc là xét nghiệm gen. Xét nghiệm nhiễm sắc thể hoặc xét nghiệm gen gồm có các loại đã giới thiệu như các anh chị là karyotype, qFPCR, microarray hoặc prenatal birth. Đó là những cái bốn cái loại mà chúng ta hiện nay đang làm. Đó. Và dựa vào kết quả xét nghiệm chẩn đoán trước sinh, chúng ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân tiếp tục theo dõi khám thai, điều trị cho bé sau sinh hay là chấm dứt thai kỳ. Đó. Thì bài học đến đây là hết. Các anh chị nếu có thắc mắc hay có vấn đề gì cần trao đổi thêm, xin liên hệ qua địa chỉ email drhoan, có nghĩa là Dr. Hoang, a@gmail.com, hoặc là điện thoại Zalo 0888884400. Đó là số di động nha các anh chị, không phải số điện thoại bàn, 0888884400. Xin cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.